Kính thưa quý vị, phiên xử cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai có thể sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 8 tới đây với cáo buộc chống người thi hành công vụ và không chấp hành án. Thân nhân của tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai cho Đài Á Châu Tự Do biết về tin vừa nêu. Tới hiện tại bây giờ là gia đình chưa nhận được một cái thông báo nào từ tòa án cả, cho nên cũng chưa biết cụ thể như thế nào. Chỉ biết là ngày 21 tháng 8 này thôi, nhưng còn cái cụ thể như thế nào thì cũng chưa rõ lắm, chưa có gì cả. Cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai là một người trong nhóm 14 thanh niên Công giáo và Tin lành, bị cơ quan chức năng Việt Nam bắt hồi năm 2011 và bị đưa ra tòa xét xử vào năm 2013 với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Bản thân ông Nguyễn Văn Oai bị tuyên án 4 năm tù giam và 4 năm quản chế. Tuy nhiên, ông này cho rằng không hề phạm tội mà chỉ lên tiếng đòi hỏi quyền lợi cho người dân theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Ông bị một nhóm người mặc thường phục bắt vào ngày 19 tháng Giêng vừa qua khi đang di chuyển trên đường thuộc địa bàn xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Đến hôm sau, Công an xã Quỳnh Vinh mới thông báo cho gia đình ông Nguyễn Văn Oai về việc bắt giữ như thế. Thân nhân cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai bày tỏ phản đối về những cáo buộc mà cơ quan chức năng đưa ra với ông này. Đối với gia đình của chúng tôi thì không thể chấp nhận được hai cái cáo trạng đó. Bởi vì cái thứ nhất đây là về cái tội thi hành không thi hành công vụ. Thầy Oai là không làm gì để cãi cả. Và lại cái khi mà công an mà có tới nhà đấy, không phải là mang đồ đồng phục của công an, chỉ là giả trạng côn đồ thôi. Bởi vậy Oai không tiếp đón và Oai có hành hung thì chuyện đó là chuyện bình thường. Bởi vì vào nhà mà không làm việc với Oai mà không có mang đồng phục của công an thì Oai có quyền làm chuyện đó. Cho nên không thể nó cáo là chống đối thi hành công vụ được. Và lại bắt Oai ấy là không có một cái giấy nào để mà ra lệnh bắt cả, mà rồi đánh đập hành hung rồi bắt đi. Cho nên là gia đình á, không ai chấp nhận được như thế. Ai cũng bực tức cả.